Okay, macam macam dokumen om day bensa review from Apocalypse ha flame ya kema. Okay, mak dong review no. Okay, mari sini lah Apocalypse nya. Tadi macam tak pernah review cerita tengok bangja kawan. Deh, baru tu yang mencek pak dah buat ya. Kelak ya, from Apocalypse. Ya, dari lama kelak atak menekan atau ke dalam dua. Enak kau ke Infinite Lock. Kelak ini menemot lah tu. Deh, kau mesti hai mik kembali bina. Bila menci, jangan kau buat belu. Wah, atak kalau mandi lah gaya Vietnam, bibenya tu nai. Wah kecoh kuat ramen dah dalam mak mana je aje tu lah ni. Video tu ya, nanti nama saya nak tak kira nak make Infinite Lock. Ini, banyak ni. Mana kuat ke Infinite Lock lah tu. Bisa, dia baby. Eh, lepas tak kita tak mahu apa lagi? Apa lagi? Mana kuat je Infinite Lock lah. Baby, kita mahu ve, mana tu mungkin tin nak gay lu kecoh kira lah. Cái mình có cách nào mà có thể để mà nhận được mấy được bông cái gì nhé. Đây mình sẽ tạo ra cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ gặp một thứ này. Đây, mà mình lock thì sao mình lock lại đấy. Rất là khó nha. Vì nó không thể giữ cái vòng xoay đấy. Nó gặp vô, xong mà đưa lùi lại cái nhà là bớt. Nó rất là dễ bớt luôn. Bởi vì mình phải đặt lâm dạng chết và mình đã khoảng Infinite Lock lại. Thì ai ngờ là nó attack mình hơn. Nhưng mà sẽ nói là nó sẽ khá là dễ bớt đúng không? Okay, thì nó không dễ bớt đâu không ạ? Để mình bằng lại rồi mình sẽ thử cho các bạn xem. À đúng rồi, ốc thì các bạn nên chọn những ốc đối băng như thế này. Nó sẽ giữ giữ cái giữ lại tốt hơn, ok. Ok, vậy là mình đã lắp xong. Mình đã khóa lại, bây giờ mình sẽ lắp lại thử cho các bạn. Nó chỉ có 1 lít thôi nha mà. Nhưng mà nó rất là nó rất là khó để bớt được mi này. Và không thể, con mi này rất là khó bớt nha. Nó có thể đặt bớt được con mi lưu này. Mi lưu này không thể bớt được nó. Nó rất, nói chung rất là khó bớt. Nên là các bạn được yên tâm, các bạn lock lại giống như mình đi. Attack nó sẽ khá là mạnh. Mặc dù nó có 1 lít thôi. Okay. Và bạn lock nó như thế này thì cái độ attack của nó cũng sẽ tăng lên nha các bạn. Đó, ok. Và khi mà mình mod được qua đây, mod cái miệng kim loại này qua bên tay này thì nó sẽ giúp con bé âm bé lên nữa và attack sẽ mạnh hơn khá là nhiều đấy. Nó có thể nó đúng ra thì nó có thể đốc bức bay nó ra khỏi sàn. Ok, nó rất là dễ đốc với khả năng mà sang kể cả bay nắng cho nó. Theo cái disc đi không không, đấy là một cái disc khá là tổ ở phần season 2. Và mình nghĩ là cái disc này nó chỉ nhẹ thua cả cái disc của phần season 5 Limited Break Wheel hoặc là mấy cái disc season 4 to. Còn lại thì đối với cái dòng disc nhỏ thì nó nặng như rồi. Đây, tiếp theo là tới Driver nha. Thì Driver của nó là Ultimate Reboot nhưng mà nó không có cái chức năng Reboot vì nó khá là shit và nó cũng trở lại cái việc mình cài ra như thế này thì làm sao mà Reboot được đúng không? Thì đây là cái đế Ultimate Reboot, mình sử dụng nó như một cái đế 3 lần. Khi nào mình đổ với Defense, mình sẽ khai nó ra. Còn mình đổ với Attack thì mình sẽ bọp lại nó speed cao hơn. Ví dụ như mình đổ với Leo thì mình sẽ cho nó ở chế độ Attack để nó có khả năng Attack tốt hơn. Nhưng để Leo đặt tại phòng thủ thì mình sẽ sử dụng chế độ này. Vì nó khi mà nó đặt nặng nó sẽ nhạy. Nó vào bức tường, đặt vô dựa khá là mạnh. Nó nhảy ba vô xe nó đã nuôi dưỡng để gây bớt nha các bạn, gây bớt. Ok, thì bây giờ mình sẽ lặp lại và đi test pin cho các bạn. Đây các bạn nhìn này tổng thể nó một lần. Mình thấy cái đế Ultimate Reboot này thì nó khá là tốc speed nó khá là cao. Nhưng mình nhìn cái gạo mua thì mình nhìn là nó cũng đẹp lắm. Ok, speed nha. À đây, cái launcher mình bị dạng lại các bạn thấy sao? Ồ, đẹp chứ? Ok, test spin nè.
ok mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha, để mình có những động lực làm những video tốt hơn. Ok, bây giờ mình sẽ cho Apple nha. Dynamite Video Stock Combo đối với Apocalypse Stock.